Đây là hoa u đàm mà thấy coi trên internet ở Việt Nam mình nói là hiếm có. Nhà của Duy mỗi lần ở nhà này hay nhà bên kia Duy đều gặp cái hoa này mà mọc hết á. Không không hiểu tại sao mà hồi đầu thì không có biết, cứ lấy đồ chùi đi, lấy chổi đồ quét đi, nhưng mà nó lại ra nữa, không hiểu tại sao cứ mỗi lần chùi nó đi là nó lại ra. Nó mọc tùm lum hết á, ở vòng đằng sau nhà nè, không hiểu tại sao. Và cũng hy vọng rằng nhà cũng như mấy người nói trên internet đem cái may mắn được vậy thì quá diễm phúc ha. Rồi chia sẻ với các bạn coi chơi. Nói là hoa u đàm.